7 miếng gỗ đơn giản đòi hỏi một độ chính xác gần như tuyệt đối, liên kết với nhau bằng những tỷ lệ hữu tỷ và vô tỷ khoa học, ẩn chứa những sáng tạo vô tận. Từ 7 miếng gỗ kỳ diệu ấy có thể xếp được hàng nghìn hình ảnh phong phú. Người đang cất giữ nhiều điều biến ảo bí ẩn từ 7 miếng gỗ tưởng chừng đơn giản ấy là Nguyễn Chí Hùng, con trai nhà cách mạng Nguyễn Chí Uẩn, người đã sáng tạo ra trò chơi xếp hình đầy trí tuệ này. Trong cái thời gian mà tôi có sản xuất cái trò chơi này và tôi phải tiếp tục đi sâu vào cái trò chơi này thì tôi mới hiểu được cái sức mạnh của cái năng động của bộ quân. Và mỗi bộ quân nó có cái sự liên kết với nhau, bất kể với quân nào trong 7 quân này, nó không phân biệt giữa quân to, quân nhỏ, và nó những cái cạnh liên kết với nhau là từ 2 đến rất nhiều để tạo cho người chơi có thể là sáng tác theo cái ý mình. Nguyễn Chí Uẩn đã sáng tạo ra trò chơi xếp hình thú vị này trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Vốn là một nhà hoạt động cách mạng, năm 1940, có một thời gian dài, ông phải ẩn náu tại số nhà 42 phố Huế, Hà Nội để tránh sự truy lùng của giặc Pháp. Trong lúc tù túng, ông tìm ra cách giải trí bằng cách cắt các miếng bìa ra để chắp hình. Suy nghĩ và thử nhiều phương án, cuối cùng ông đã tìm ra được 7 quân có cấu trúc hình học hợp lý, để từ đó sáng tác ra được nhiều hình rất đẹp và giống thật. Sau đó, trò chơi nhanh chóng được phổ biến rộng rãi. Không chỉ ở trong nước, mà nhiều bạn bè quốc tế cũng rất yêu thích trò chơi thông minh này. Tác giả thu được một món tiền khá lớn từ việc bán bản quyền bộ trò chơi. Và phần lớn, số tiền ấy được ông đem đi đóng góp để phục vụ cách mạng. Theo thời gian, khi mà ngày càng có nhiều hình thức giải trí hiện đại phong phú, đã có lúc trò chơi Chí Uẩn dường như bị quên lãng. Nhưng với những người con của nhà cách mạng Chí Uẩn như anh Hùng, thì chưa lúc nào 7 quân gỗ chứa đựng vô vàn sáng tạo ấy bị lãng quên. Gần 10 năm nay, anh Chí Hùng đã dồn tâm huyết vào việc khôi phục để trả lại những giá trị vốn có cho trò chơi do cha mình để lại. Việc sản xuất bộ trò chơi này không hề đơn giản vì đòi hỏi độ chính xác cao. Mỗi quân gỗ chỉ cần sai lệch một độ, 7 quân sai 7 độ thì lúc ghép hình sẽ bị sai lệch rất nhiều. Làm sao để cho bộ quân nó chính xác thì đấy là một cái khó khăn lớn mà em tôi, anh Hùng đấy, là đã cố gắng để tạo dựng được. Và đến bây giờ thì chúng tôi thấy là rất là vui mừng là cái thành quả lao động của anh Hùng cũng như là của tất cả con cháu ông Chí Uẩn là đã được phục dựng lại chính xác như là bố tôi ngày xưa đã làm. Anh Hùng đang ấp ủ dự định cho xuất bản một tập sách ghép hình mới nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong đó sẽ có các hình ảnh tiêu biểu của nền văn hiến kinh kỳ như Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Rùa Vàng, Kiếm Báu, Tháp Rùa và Cột Cờ Hà Nội. Khi bắt tay vào việc khôi phục lại trò chơi do cha mình để lại, anh Hùng cũng như những người con của nhà cách mạng Chí Uẩn chỉ có một suy nghĩ đơn giản. Trò chơi này còn, thì cũng như cha anh vẫn còn. Nhưng bằng công việc thầm lặng của mình, anh Hùng đã giúp cho nhiều người đam mê sáng tạo thỏa sức tìm tòi, khám phá trong thế giới biến ảo của 7 quân gỗ mang đầy trí tuệ Việt.